viết mở bài gián tiếp cho bài Bốn mùa trong ánh nước. Bài viết: trong lòng mỗi người dân Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm không chỉ là một điểm du lịch nổi tiếng mà còn là biểu tượng của sự thanh bình và tĩnh lặng giữa bối cảnh sống náo nhiệt của thành phố. Nơi đây không chỉ là nơi giao thoa giữa thiên nhiên và con người mà còn là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn tìm lại bình yên và cảm nhận những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống. Bài viết 2. Truyền thuyết kể lại rằng Hồ Hoàn Kiếm là nơi trao trả gươm thần của nhà vua Lê Thái Tổ cho rùa thần, sau khi mượn gươm của cụ rùa để đánh đuổi quân Minh xâm lược. Đến nay, Hồ Hoàn Kiếm vẫn còn đó như chứng nhân lịch sử vĩ đại, một di tích được nhiều người biết đến. Sự tích cụ rùa và nhà vua như gieo mình vào nước hồ. Cảnh vật làm cho nơi đây từ ngọn cỏ, cành cây, nước hồ đều trong xanh, gợn sóng. Viết kết bài mở rộng cho bài Bốn mùa trong ánh nước. Bài viết: thật không ngạc nhiên khi Hồ Hoàn Kiếm được mệnh danh là trái tim của Hà Nội, với một vẻ đẹp đa dạng và phong phú theo từng mùa trong năm. Hãy dành một chút thời gian để đắm chìm trong cảnh đẹp bất tận của Hồ Hoàn Kiếm, và hãy để những khoảnh khắc tĩnh lặng đó làm dịu đi mọi lo âu và phiền muộn trong cuộc sống. Bài viết 2. Từng ánh nước của Hồ Hoàn Kiếm có biết bao người đã ngắm, từng bóng cây nơi này có biết bao người đã ngồi hóng mát, nghỉ ngơi và thầm nghĩ về cuộc sống của mình ở một góc nhỏ nào đó trên trái đất này. Câu chuyện sự tích Hồ Hoàn Kiếm sẽ mãi còn đó. Nghĩ về chuyện xưa để yêu Hồ Hoàn Kiếm, nhìn hồ mà hy vọng tương lai tươi sáng là điều ai cũng mong muốn.